Chào cả nhà, trong video clip này chúng ta sẽ phân tích một số những cái sai lầm kinh điển trong giao dịch Forex. Đầu tiên là một cái tiếc nuối khi mà thị trường nó đi đúng hướng của mình nhưng sau đó là thị trường nó bất ngờ hạ xuống và mình bị từ cái lệnh đang thắng trở về thua. Đó. Thì khi mà mình gặp cái tình trạng này thì mình cảm thấy khó chịu, bởi vì mình ước gì là lúc đó mình là đóng lệnh, chốt lệnh non luôn thì đã không mất những cái khoản lời nhỏ như vậy. Đấy, khi mà mình gặp một lần là lần sau mình hay có cái hành vi đó là mình sẽ chốt non lệnh, có lợi là mình chốt liền chứ mình không có kiên nhẫn để cho cái mức lợi nhuận của nó cao hơn. Thì thành ra là rất là dễ dính phải cái tình trạng là những cái lệnh của mình thì chốt có khi chỉ có 2-3 pip, còn lệnh lỗ thì mình lại là chỉ gồng cái lệnh lỗ bị âm rất là sâu, nghiêm trọng cho tài khoản. Đấy. Do đó mọi người nên xem cái việc giao dịch là một trò chơi của những con số đó. Một lệnh nó không nói lên điều gì cả. Cho dù thậm chí một cái lệnh đó nó đang sắp chạm test của Fed mà nó bất ngờ đảo chiều quay lại hit top loss luôn, thì lúc đó là mình cũng không có nên phá vỡ cái kỷ lục là mình không có đặt điểm top loss hoặc là mình tự ý chốt non. Mình không nên có cái tư tưởng đó. Rồi. Chấp nhận rủi ro thua một phát ba mất 20% vốn, có nghĩa là giả sử như số vốn của mình là 1.000 đồng thì một lệnh một phi vụ một mà mình có thể là top loss một cái là bay hết là 20%. Nếu như vậy thì nếu chẳng may mà thua hai lệnh liên tiếp hoặc ba lệnh cái là mất phân nửa tài khoản, và lúc đó là nếu mà tài khoản mình bị mất phân nửa thì mình đồng nghĩa với việc mình phải kiếm tới 100% bằng cái số vốn hiện tại, thì đó là một cái phi vụ rất là áp lực cho chính mình. Đấy. Do đó mọi người nên lưu ý cái mức mà mình top loss nha, tuyệt đối là không có nên là top loss cái là mình rủi ro mình mất quá nhiều tài khoản như vậy á, thì mình sẽ tự tạo cho mình cái tâm lý căng thẳng khi giao dịch đấy. Sử dụng những công cụ chỉ báo dài hạn để lướt sóng ngắn hạn. Đấy. Thì mọi người có thể sử dụng những cái công cụ như là đường EMA để mà báo tín hiệu. Tuy nhiên những cái đường dài hạn á, thì nó sẽ tác động tới thị trường, nó cần một cái khoảng thời gian. Còn nếu mà mình dựa vào những cái chỉ báo dài hạn để mà mình dự đoán những cái xu hướng ngắn, thậm chí là chỉ trong phiên dài dài giao dịch, thì đó là khá là bị cái tín hiệu chậm cho mình. Do đó mình cần xác định là cái chiến thuật của mình đánh nó ở cái time frame, những cái khung thời gian nào mình đánh trung hạn hay là mình đánh lướt sóng, lướt sóng theo chiến thuật hay là mình đánh lướt trong phiên, thì mình cần xác định những cái công cụ phù hợp, tránh mình sử dụng những công cụ dài hơi để mà dự báo ngắn hạn, để đó là mình dễ dính phải những cái tín hiệu trễ. Rồi qua đến cái tiếp theo, giao dịch quá nhiều cặp cùng lúc kể như những cặp chéo la lỏng. Thì thông thường á, những cái rủi ro mà mình bị kẹt lệnh, bị treo lệnh, buy sell chồng chất, thì đó là do cái nguyên nhân là mình đánh những cái cặp mà mình nằm ngoài cái tầm kiểm soát của mình. Có khá là nhiều những cặp chéo, tuy nhiên có những cái cặp nó kiểu như vậy, Euro, rồi NOK, những cặp kiểu này ở đây mình rất là lạ, rất ít người giao dịch, nhưng mà mình cũng không có theo dõi sát sao những cái cặp này được, mà mình cứ đánh rồi cái sau đó bị kẹt lệnh rồi lại ôm lệnh cái nùi á, thì đó là một cái những cái lưu ý mà mọi người nên né những cái cặp chéo phức tạp kiểu này, không nên đánh những cái cặp chéo lạ lẫm, mình chỉ nên theo những cái cặp chính phổ biến thôi. Đó. Ngay cả những cặp chéo thì cũng là chỉ nên theo những cặp phổ biến, còn những cặp kiểu này ở đây thì thật sự là cái độ phức tạp của nó là hơn mình tưởng tượng rất là nhiều á, do đó mình nên né những cặp này cho lành. Rồi, và
Điểm thứ năm đó chính là đánh volume quá nhỏ, không đáng với công sức bỏ ra. Đó. Chẳng hạn như mình số vốn tài khoản lớn, như 10.000 hay 20.000 đồng, đánh có 0.01 lot thì vậy chứng tỏ là cái mức tăng trưởng tài khoản cũng không đáng bao nhiêu so với cái mức vốn của mình. À, nếu một số vốn mình là 20.000 đồng chẳng hạn, thì mình đặt mục tiêu tăng trưởng là 5% một tháng, 10% một tháng đi, thì số vốn là 2.000 mà mình đánh là 0.01 lot, vậy thì thành ra là rất khó đạt được cái mục tiêu. Như lại khi mình đặt một lệnh là mình đã dành nhiều thời gian về chất xám để mình nghiên cứu phân tích thị trường rồi, còn này mình đánh cái lệnh mà quá bé đi nữa thì thành ra là cái nó không đáng với lại công sức mình bỏ ra. Do đó mọi người nên lưu ý là mình đánh cái volume giao dịch ở cái mức hợp lý. Ví dụ như mình đã xác định là risk tối đa là 2% tài khoản, đó, mình chấp nhận kèo mình lỗ là 40 đô thì mình sẽ chia ra mình đánh, mình xác định là cái mức top loss của mình là bao nhiêu, rồi mình sẽ suy tính ra được là mình sẽ đánh cái volume bao nhiêu là hợp lý, đừng đánh quá nhỏ, là đánh quá nhỏ rồi thì đó là cái lợi nhuận của nó là cực bé. Một cái lệnh mà nó lời có tí tẳng à, nếu mà mình đánh nhiều lệnh thì thành ra mình đánh capping thì nó lại 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 không có phù hợp với lại cái chiến thuật hiện tại mà đa số mình đang áp dụng, với lại nó cũng dễ dễ phá dở kỷ lục. Đó. Do đó mọi người nên cân nhắc cái volume giao dịch để mà mình đánh đừng quá bé. Rồi chốt lại thì đây là năm cái lỗi mà những người giao dịch mới thường hay vướng phải. Đó. Cảm ơn mọi người nhớ like và subscribe để cập nhật những cái tin tức, những cái kinh nghiệm giao dịch của những trader mới và ngay cả những trader đang giao dịch mà mình vấp phải để mình tránh. Rồi, cảm ơn mọi người.